Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Hùng rất vui khi gặp lại các bạn trong channel của mình. Và hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa mới. Đây là một ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Ngôi chùa có tên là chùa Hải Quang, tọa lạc tại số 71/13, nằm trên hẻm 71 đường Nguyễn Bạc, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa được khởi công xây dựng vào ngày 4 tháng 9 năm 1961 và đến ngày 25 tháng 11 năm 1962 thì được hoàn tất. Trước đây, nơi đây chỉ là một vùng đất hoang sơ và vắng vẻ của vùng đất Nghĩa Trang, Tân Hòa, tỉnh Gia Định xưa kia. Sau đó thì Hội Á Hữu Trung Việt đã dựng nên một cảnh chùa nhằm đáp ứng nhu cầu tu tập, tín ngưỡng và chiêm bái của tăng ni Phật tử đồng hương miền Trung sinh sống tại Sài Gòn, tạo điều kiện để mọi người về hương khỏe tam bảo. Khi các bạn vừa bước chân qua cổng tam quan, bên tay trái các bạn sẽ gặp một hòn Nam Bộ. Trên hòn Nam Bộ là điện thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, với cảnh quan thiên nhiên, sông nước hữu tình, vô cùng sinh động và độc đáo. Quần viên bên tay phải của ngôi chùa được nhà chùa trồng rất nhiều cây xanh để tạo cảnh quan tự nhiên cho ngôi chùa thêm sinh động. Trước mặt của các bạn chính là chánh điện của ngôi chùa. Chánh điện thì gồm có 2 tầng, tầng 1 là giảng đường, tầng 2 chính là Phật điện của ngôi chùa. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng lên trên Phật điện để cùng chiêm bái. Chùa Hải Quang hiện nay do Đại Đức Thích Đạt Đức làm chủ trì. Ngôi chùa ngày nay thật khang trang, tăng tín đồ ngày thêm đông. Đó cũng là nhờ sự tiếp sáng hạnh nguyện chư Phật, chư Bồ Tát của vị Hòa Thượng chủ trì tiền nhiệm và Đại Đức chủ trì hiện nay. Thank you.
Khi các bạn vừa bước chân lên Phật điện chính của ngôi chùa, và trước Phật điện, đó chính là điện thờ Đức Phật Di Lặc. Ngài là một trong những vị Bồ Tát mang tấm lòng từ bi vô tận, là một trong ba vị Tam Thế Phật của Phật giáo, biểu tượng cho sự vui vẻ và hạnh phúc. Phật điện được thiết kế và xây dựng đa phần bằng gỗ và màu sắc chủ đạo là bằng màu lông. Màu lông là màu phổ biến nhất trong văn hóa Phật giáo Việt Nam, bởi đây là màu sắc tượng trưng cho gốc rễ, cho sự đạm bạc. Các tu sĩ thường lựa chọn màu sắc này để đời sống trở nên đơn giản, không chạy đua và không ồn ào. Và điện thờ chính của ngôi chùa thờ bộ tượng Sa Bà Tam Thánh, gồm ba vị là Thích Ca Mâu Ni ở giữa, Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát hai bên. Đây là ba vị tôn tượng tượng trưng cho chân lý, tử bi, hiếu đạo được thế gian sung túc ở thế giới Ta Bà, có năng lực chuyển hóa đau khổ, cứu vớt, hóa độ chúng sinh, để chúng sinh phá mê khai ngộ, có cuộc sống viên mãn và an lạc hơn. Vừa rồi thì mình và các bạn chúng ta đã cùng tham quan ngôi chùa Hải Quan tọa lạc tại số 13 trên đường Nguyễn Bạc, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một ngôi chùa cảnh quan với lại sông nước hữu tình, một ngôi chùa thật tuyệt vời, yên tĩnh, thanh tịnh giữa lòng Sài Gòn. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.